chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình Việt Tràng VN và wow, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra spam kênh youtube đặc biệt là những bạn mới bước chân vào làm youtube đó, thì cách kiểm tra spam cũng như là gặp nhiều vấn đề bị spam mà có thể bạn không biết thì hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn vậy làm thế nào để kiểm tra thì mời các bạn xem mình hướng dẫn nha để có thể kiểm tra cái mức độ spam kênh youtube thì trước tiên các bạn phải lấy được cái mã nhận dạng kênh mà các bạn muốn kiểm tra để có thể lấy được cái mã nhận dạng, dạng kênh thì các bạn truy cập vào cái trang web mà các bạn thường sử dụng để quản lý kênh YouTube của các bạn. Ở đây mình sẽ chọn vào cái Google Chrome. Đây là cái giao diện của kênh YouTube của mình. Các bạn chọn vào 3 chấm trên góc màn hình. Sau đó kéo xuống, lít vào chỗ trang web dành cho máy tính. thì nó hiển thị cái giao diện mới như thế này. Các bạn tiếp tục chọn vào ảnh đại diện kênh ở trên góc màn hình. Sau đó các bạn kéo xuống chọn vào cài đặt. Các bạn vuốt xuống, chọn vào xem cài đặt nâng cao. Thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. ID người dùng, mã nhận dạng kênh và UGL tùy chỉnh. Thì các bạn sẽ sao chép cái mã nhận dạng kênh bằng cách là nhấn vào chữ sao chép này. Như vậy là các bạn đã sao chép được cái mã nhận dạng kênh. Tiếp theo các bạn thoát ra. Các bạn tiếp tục chọn vào một cái trình duyệt web bất kỳ. Ở đây mình sẽ chọn vào Google nha. Sau đó các bạn đánh chữ tìm kiếm là spam.tm spam.tm Và các bạn nhắm vào tìm kiếm. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái trang web kiểm tra spam kênh youtube như thế này. ở chỗ hàng này thì các bạn sẽ dán cái link mà các bạn vừa mới sao chép cái mã nhận dạng, dạng kênh của các bạn vào đây để có thể dán đường link thì các bạn dịnh ngón tay vào sau đó nó sẽ hiện lên chữ dán và các bạn sẽ dán vào sau đó các bạn nhấn vào cái kính lúp tìm kiếm này thì nó sẽ hiện ra tổng thể như thế này đây là cái kênh youtube của mình nó hoàn toàn còn trong sạch chưa có bị spam thì nó sẽ hiện là ở đây là 0% phần trăm spam thì theo mức độ xì si bam mà nó ở đây nó sẽ hiện nhiều hay ít nếu các bạn kiểm tra kênh youtube của các bạn mà nó hiện ra như thế này không có phần trăm xì bam kênh nghĩa là kênh của các bạn trong sạch sau đây mình sẽ thử kiểm tra một cái kênh mà nó bị 5% spam si kênh cho các bạn xem nha. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó hiện là 5% spam si kênh. Là cái kênh này cũng là tương đối nhẹ nha. Bị spam si nhưng mà vẫn spam si rất là nhẹ. Và ở đây là chữ tiếng Anh hết nha. Tùy theo các dòng máy mà các bạn có thể chọn vào dịch cái trang này ra để các bạn xem. Hoặc các bạn có thể sao chép vào Google dịch. Để có thể biết là các bạn đang bị lỗi spam ở điểm nào. Như vậy là mình vừa chia sẻ đến các bạn cách để kiểm tra spam kênh YouTube. Và đối với các bạn mới làm YouTube á, thì cái vấn đề này á, các bạn nên xem trọng. Theo như mình được biết á, thì YouTube không có đưa ra một cái chính sách cụ thể nào về việc xử lý spam nhưng theo mấy cái bờ á mấy cái youtuber lão làng á, cho biết á, thì khi các bạn mà gặp vấn đề là bị spam kênh nặng sẽ bị reset kiếm tiền đối với những kênh đã bật kiếm tiền hoặc là đối với những kênh chưa bật kiếm tiền á, thì cái khả năng bật kiếm tiền của bạn sẽ rất là thấp và có thể là không được phép bật kiếm tiền luôn cho nên các bạn khi xem cái video này á, xem các bạn có bị lỗi spam ở điểm nào á thì các bạn xem tìm cách để khắc phục và tránh trường hợp tương tự xảy ra. Ví dụ như các bạn bị spam lỗi nào á, thì các bạn về sau các bạn né cái chỗ đó ra, không nên làm tương tự như vậy để tránh spam nặng kênh nha. Và cũng như theo mình được biết thì thường một kênh mà trên 10% spam là kênh nó nó rất khó để phát triển nha. Theo những mà youtuber kỳ cụ á, thì mình được biết như vậy. OK. Và đó là những gì video hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn Mong rằng các bạn sẽ thích video này Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình Chúc các bạn một ngày không xa sẽ trở thành một YouTuber chuyên nghiệp Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo Bye bye